Phương Thanh tình trẻ bị chê như hai mẹ con, cả hai vội thay đổi đến chóng mặt. Phương Thanh sinh năm 1973, hiện là mẹ đơn thân. Cô được nhiều người biết đến bởi giọng ca nội lực nổi tiếng với những ca khúc như Một Thời Đã Xa, Đêm Lao Xao, Trống Vắng, Giả Từ Dĩ Vãng. Ngoài ca hát, Phương Thanh còn tham gia điện ảnh và để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Sau tất cả, người hâm mộ luôn mong mỏi nữ ca sĩ sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Mới đây, Phương Thanh khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai bạn trai kém 20 tuổi Doãn Chí Kiên. Cả hai đã hẹn hò được một thời gian và cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện gần đây. Cách đây vài ngày, Doãn Chí Kiên còn có mặt tại Đà Lạt để cổ vũ cho đêm nhạc của bạn gái. Ngay sau khi chia sẻ thông tin này, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc cho Phương Thanh, nhưng cũng xuất hiện nhiều bình luận chê bai. Do sự chênh lệch tuổi tác quá lớn nên nhiều dân mạng cho rằng nhìn Phương Thanh và tình trẻ như hai thế hệ, cô cháu, mẹ con. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng kể từ khi quen Phương Thanh, Doãn Chí Kiên đã thay đổi hình tượng rất nhiều để có thể xứng đôi vừa lứa hơn so với bạn gái. Việc để tóc dài, nuôi râu giúp anh có vẻ ngoài trưởng thành lãng tử và xứng đôi hơn khi đứng cạnh nữ ca sĩ. Được biết, Doãn Chí Kiên chỉ mới bắt đầu nuôi tóc râu dài vào tháng 7 năm 2021. Trước đó, anh là nhân vật gây sốt mạng xã hội với vẻ ngoài điển trai như nam thần Hàn Quốc. Thời gian qua, thông tin ca sĩ Phương Thanh có bạn trai kém 20 tuổi đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Người đàn ông được nhắc đến là Doãn Chí Kiên, sinh năm 1993, cao 1m80, quê ở Nam Định, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là nhà sáng lập một thương hiệu thời trang. Phương Thanh từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của mình và chàng trai này lên mạng xã hội, đồng thời ước mở về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, thực hư ra sao, khán giả vẫn tò mò chờ câu trả lời từ nữ ca sĩ. Trưa 29 tháng 5 vừa qua, trong buổi họp fan tại thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ nổi tiếng đã chính thức giới thiệu và chia sẻ cụ thể hơn về Doãn Chí Kiên. Phương Thanh cho biết, cô biết đến chàng trai này qua mạng xã hội và ấn tượng với vẻ ngoài lãng tử của anh nên đã chủ động liên lạc để mời diễn xuất trong MV mới. Tôi thấy anh chàng này đẹp quá, nhưng tưởng người nước ngoài không liên lạc được. May mà một bạn fan nói đây là Doãn Chí Kiên, thế là nhờ bạn liên lạc và tìm cho bằng được. Từ xưa đến nay, nhiều người cũng biết tôi hay đóng MV với nhiều bạn trai đẹp lãng tử. Tôi thích những người đẹp và giỏi, nữ ca sĩ bộc bạch. Giọng ca Trống Vắng cho biết cô ấn tượng đôi mắt dịu dàng đầy cảm xúc của anh. Một lần nữa, nữ ca sĩ khẳng định vẻ đẹp của người tình tin đồn chính là điều mình đang tìm kiếm. Trong quá trình chuẩn bị đóng MV, Phương Thanh nói với Doãn Chí Kiên nên cùng cô trò chuyện, trao đổi để thấu hiểu hơn và hoàn thành tốt vai diễn. Chính vì vậy, sau thời gian gặp gỡ đi chơi ăn uống thì cả hai trở nên vô cùng thân thiết. Phương Thanh chia sẻ thêm, trong quá trình đóng MV cho cô, Doãn Chí Kiên đã từ chối tất cả lời mời đóng phim hay quảng cáo. Điều đó làm Phương Thanh vô cùng trân quý. Cô kể có thời gian tôi phải đi công tác, lúc đó là ngày sinh nhật của em gà, con gái Phương Thanh. Sợ bé giận, tôi nhắn tin cho Kiên. Kiên nói hãy để Kiên và những người trong nhà làm sinh nhật cho em, nhờ vậy mà bé gà không giận mẹ. Phương Thanh tự hào cho hay, Doãn Chí Kiên hiện như người thân trong đại gia đình, luôn hỗ trợ cô trong công việc. Khi những hình ảnh đầu tiên của nữ ca sĩ và bạn diễn xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người đã nhiệt tình đẩy thuyền chúc mừng Phương Thanh tìm được tình yêu. Về vấn đề này, nữ ca sĩ cho hay, mọi người đẩy thuyền quá khủng khiếp khiến cho cả Phương Thanh và Doãn Chí Kiên cũng bị ngộp. Hiện tại chúng tôi đang là anh em nương tựa, chạy nhau cảm xúc để làm việc. Còn việc có thành cơm hay thành gạo gì thì để một thời gian nữa mới biết được. Phương Thanh còn tiết lộ không chỉ khán giả mà người trong gia đình của cô cũng nhiệt tình gắn ghép. Nữ ca sĩ cho rằng nếu như mối quan hệ giữa cô và Doãn Chí Kiên đem lại nguồn năng lượng tích cực thì mọi người cứ tiếp tục đẩy thuyền. Tuy nhiên có được cái kết tốt đẹp hay không là chuyện của hai người. Cô sẽ không tiết lộ hết mọi thứ cho khán giả biết.